thương hiệu thống nhất có từ năm 1960. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, thống nhất đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng về hình ảnh những chiếc xe đạp. Xe đạp là ký ức của những cô cậu tuổi học trò, là kỷ niệm của ba má chở em đi học khi còn bé, là kỷ niệm của cả nhà chở nhau trên chiếc xe đạp đi chúc Tết ông bà. Lịch sử của thống nhất được xây dựng nên từ niềm tin, sự yêu mến sử dụng sản phẩm của khách hàng. Bước vào thời kỳ đổi mới, khi đất nước đang chuyển mình sang thời kỳ công nghiệp hóa, ô tô, xe máy xuất hiện ngập tràn phố phường gây ùn tắc, ồn ào, ô nhiễm môi trường. Chiếc xe đạp dần mai một đi, nhưng chiếc xe đạp gọn nhẹ, tinh xảo, mang thương hiệu thống nhất lại đang trở lại trong đời sống của nhiều thế hệ. Xe đạp là phương tiện đi làm, đi học, thể dục thể thao, dạo chơi du lịch, vừa tiết kiệm, vừa tăng cường sức khỏe, lại góp phần bảo vệ môi trường. Thương hiệu xe đạp thống nhất đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình, đó là lưu giữ và phát triển giá trị truyền thống. Một thống nhất hòa nhập nhưng không hòa tan. Trên con đường xây dựng thương hiệu thống nhất, toàn thể cán bộ công nhân viên không ngừng nỗ lực phấn đấu để có một tiềm lực kinh tế lớn mạnh, phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày một đa dạng. Với phương châm giá trị truyền thống, cuộc sống vững bền, ngoài việc phát triển về xe đạp, thương hiệu thống nhất còn mang lại cho khách hàng sử dụng những tiện nghi của cuộc sống hiện đại với dự án thống nhất complex, vị trí vàng cùng với cộng đồng đẳng cấp. Chủ đầu tư thống nhất Bắc Việt đã kết hợp với công ty thiết kế xây dựng TTA Partner, một trong những công ty thiết kế xây dựng hàng đầu trong thiết kế công trình, với tổng diện tích lô đất là 17.826,4 m², diện tích xây nhà cao tầng 3.088 m², diện tích xây nhà thấp tầng 3.264 m², diện tích cây xanh 2.533 m², tổng diện tích xây dựng là 13.178 m². Khối công trình bao gồm trung tâm thương mại, hai tòa nhà ở 25 tầng và 48 căn hộ thấp tầng cụ thể. Chung cư thống nhất Complex tọa lạc trên trục đường Nguyễn Tuân, nơi kết nối nhiều trục đường chính trong khu vực, tạo nên một hệ thống giao thông đồng bộ và xuyên suốt. Với vị trí 82 Nguyễn Tuân, dự án thống nhất Complex có rất nhiều tiện ích về vị trí địa lý như hệ thống giáo dục rất thuận lợi, gần các trường từ mầm non đến đại học, gần các trung tâm thương mại lớn. Toàn bộ các tiện ích của dự án thống nhất Complex đều được chú trọng khâu thiết kế bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống cho cư dân và các khu lân cận khác. Dự án bao gồm đầy đủ các tiện ích của một chung cư cao cấp, bao gồm bể bơi trong nhà, phòng tập gym, siêu thị, cửa hàng. Về thiết kế căn hộ thống nhất Complex theo không gian hiện đại, có nhiều khe sáng và cửa sổ để tạo sự thông thoáng. Diện tích căn hộ đa dạng từ 88 m² đến 122 m², có từ 2 đến 3 phòng ngủ, cho phép khách hàng lựa chọn căn hộ theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Tất cả các phòng trong dự án đều có thể đón ánh nắng tự nhiên và tầm nhìn thoáng. Không gian trong căn hộ được bài trí một cách hài hòa hợp lý, tạo sự thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Vừa mang nét hiện đại phù hợp với lối sống trẻ, vừa tôn trọng sự kín đáo phù hợp với nét văn hóa của gia đình Việt. Xuất phát từ quan điểm tôn trọng, hết lòng phục vụ lợi ích khách hàng và cộng đồng, với khách hàng chúng tôi luôn nỗ lực tận tâm với niềm tri ân sâu sắc. Với đối tác, chúng tôi luôn cam kết hoàn thành tốt trọng trách để cùng nhau phát triển, luôn đề cao trách nhiệm vì sự phồn thịnh của đất nước, phát triển của thủ đô, vì sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ môi trường. Cùng sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan liên quan, sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, chúng tôi tin rằng thống nhất sẽ tiếp tục đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xứng đáng là thương hiệu hàng đầu Việt Nam.